Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024. Hai trong số bốn gương mặt phải nói lời chia tay là những cầu thủ cao nhất đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn 27 cầu thủ U23 Việt Nam sang Qatar trong giai đoạn hơn một tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Thông qua quá trình rèn luyện chuyên môn, thể lực và cùng với đó là trận đấu tổng duyệt trước U23 Jordan, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã có sự lựa chọn sau cùng với bản danh sách 23 cái tên tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Thực tế, trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa ra quyết định, rất nhiều luồng quan điểm khác nhau xoay quanh 4 cái tên, bao gồm một thủ môn và 3 cầu thủ nói lời chia tay U23 Việt Nam được dự đoán, chia sẻ. Tuy nhiên, quyết định sau cùng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn khiến giới chuyên môn và truyền thông bất ngờ. 4 gương mặt phải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam và rời Qatar vào ngày mai, bao gồm thủ môn Trần Trung Kiên của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ Nguyễn Thành Khải của SHB Đà Nẵng, trung vệ Nguyễn Đức Anh của Hà Nội FC và tiền vệ Hà Văn Phương của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong đó, Trung Kiên và Thành Khải là hai cái tên có chiều cao tốt nhất đội bóng. Thủ môn Trung Kiên có chiều cao 1m91, còn Thành Khải, cầu thủ thuộc diện được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bổ sung, nổi bật ở khả năng không chiến nhờ lợi thế chiều cao 1m87. Dẫu vậy, việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay 4 gương mặt này cũng là điều dễ hiểu. So với Trung Kiên, ba thủ môn Văn Chuẩn, Huy Hoàng và Văn Việt đều có những trải nghiệm đa dạng từ cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia đến hệ thống giải chuyên nghiệp. Trong khi đó, Đức Anh, Thành Khải vốn dĩ thi đấu khá ít trong một năm trở lại đây vì những lý do khác nhau. Bản thân Hà Văn Phương cũng khó lòng cạnh tranh được với những đồng đội cùng lứa nơi hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam. Nói về lựa chọn của mình, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay, sau quá trình tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu cũng như dựa trên sự thống nhất của ban huấn luyện, chúng tôi quyết định chọn ra 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Ba tiêu chí được ban huấn luyện đưa ra khi chọn lựa gồm chuyên môn, phong độ, đáp ứng được các yêu cầu về chiến thuật mà đội đề ra. Cho đến giờ phút này, công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam cho giải đã hoàn tất. Tôi cảm nhận được bầu không khí tích cực ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ đều đã sẵn sàng. Chúng ta có thể thấy rõ tâm thế ấy qua các buổi tập. Phong độ của các cầu thủ ở mức độ cao, đặc biệt là những cái tên được đăng ký tham dự giải. Họ đã thể hiện khá tốt những gì mà ban huấn luyện đã đề ra. Chúng tôi hy vọng là truyền thông, người hâm mộ luôn ủng hộ U23 Việt Nam. Từ đó đội có được điểm tựa về niềm tin, hướng đến kết quả tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Theo như lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Sau đó, đội sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 trước khi đấu với đương kim Á quân U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là giành quyền vào vòng tứ kết của giải trước khi nghĩ về cơ hội xa hơn. Sau đây là danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Thủ môn Quang Văn Chuẩn, Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Việt. Hậu vệ có Lương Duy Cương, Nguyễn Mạnh Hưng, Trần Quang Thịnh, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Ngọc Thắng, Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Phúc. Tiền vệ có Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Toản, Khuất Văn Khang. Tiền đạo có Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Đình Bắc. Yes! Bravo! Yeah. Well, in the balance, guys!
làm đi. Luôn. Trận đấu giữa vừa qua thì em cảm thấy là toàn đội đã có một sự chuẩn bị rất là tốt về mặt thể lực cũng như là mặt chiến thuật. Tuy nhiên là trong cái sự chuẩn bị thì còn những cái mà chưa tốt là về tình trạng sức khỏe anh em vẫn đang về mấy đô đấy thì trong 22 độ hai ngày ở Hà Nội thì anh em đã tập khối lượng cao và di chuyển sang nước Qatar thì nói chung là thể lực cũng giảm đi rất là nhiều. Nên là trong trận đấu vừa qua thì em cảm thấy toàn đội thì nói chung là rất là tích cực và có một lối chơi rất là tốt để chuẩn bị bước vào trận đấu trước mắt vào ngày 17. Tố sức khỏe thì em cũng nghĩ là do mỗi giờ cách 4 tiếng thì sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ. Về mặt chênh lệch mỗi giờ như vậy thì cũng nghĩ là với 3-4 ngày thì có thể là sẽ làm quen được với mỗi giờ hiện tại ở bên này. Thấy em đi với thầy thì em thấy sơ đồ của thầy vẫn là sơ đồ 3-3-3 và em cảm thấy lối chơi 3-3-3 của thầy chúng là rất là Scan ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.